À, chúng ta sẽ chữa cái bài đầu tiên là cái bài câu số 43. ba à, về phần tinh bột và sen thì từ một tấn khoai chứa 2% tinh bột thì bằng phương pháp lên men người ta điều chế được 100 lít ethanol tuyệt đối. Ethanol tuyệt đối là ethanol mà không có H2O hay còn được gọi là ethanol khan. Khối lượng riêng là 0,8 gram trên ml Đúng không ạ? Hiệu suất quá trình phản ứng là bao nhiêu phần trăm? Thế thì bây giờ mình cần phải đổi tí nhỉ Đây là mình mình, mình nên tính về gam đi Cho nó ngon Bởi vì đề bài hỏi là Hiệu suất mà Hiệu suất Vậy ta sẽ có này một tấn Thì bằng 1.000 kg Và nó sẽ bằng là 10 mũ 6 gam Đúng không? Đây 1 tấn khoai Vậy ta sẽ có là số mon của tinh bột Nó sẽ bằng là 10 mũ 6 Chứ 2% tinh bột là nhân với Đấy chưa? Chia cho 162 Đấy ra số mon tình 1 Nhá Mình nên để Phân số thôi 10 mũ 6 Nhân với 0,2 chia cho 162 Bằng Để phân số thôi Bằng 10 mũ 5 chia 81 10 mũ 5 chia 81 Đấy ra số mon tình bột Thứ hai là mình cần tìm là số mon Của Ethanol Là C2H5 OH Đúng không ạ Số mol của ethanol c 5 h 5 là bằng 100 lít này. 100 lít mình đổi về ml là 100 x 10 mũ 3. Đấy chưa? Có khối lượng là 1 ml thì nặng 0.8 g mình nhân với 0.8. Thế ra khối lượng nhé Chia 46 là ra số mol. Được không ạ? Chỗ này là 10 mũ 5. Nhân 0.8 chia 46 bằng Ui cái này cũng to quá. Phân số là bằng 4, 000. 40 40000. Chia 2 Đấy. Thế bây giờ nếu mà chúng ta mà chưa quen ấy thì chúng ta sẽ phải viết cái phương trình này là gì ạ? Tinh bột là C6 H10 O5 đẻ ra thằng hai lần thằng CH5 OH đúng không ạ? Thì ta sẽ có là số mol tinh bột ban đầu là 10 mũ 5 chia 81. Đây là ban đầu. Phản ứng thì mình cần phải đi tìm. Phản ứng mình cần đi tìm. Đấy, sau phản ứng thì ta sẽ có là thằng CH5OH nó là bằng 40.000. 40.000 chia 23 Vậy phản ứng nó sẽ là 40.000 chia 23 Đấy ta sẽ có là 40.000 chia 23 nhân 1 chia 2 Thì nó còn là 20.000 chia 23 đúng không Vậy đến đây mình tìm được hiệu suất Hiệu suất sẽ bằng là số mon phản ứng là 20.000 chia 23 chia cho 10 mũ 5 chia 81 nhân 100 trăm Đúng không ạ? Vậy ta sẽ bằng 20.000 chia 23 chia mở hoặc đơn 10 mũ 5 chia 81 bằng nhân 100% 70,43 nhé. Bằng 70 phải 43% Ok không ạ? Câu 44 trong sách giáo khoa trong sách bài tập cánh diều à? hộ gia đình thì dùng 8,56 kg bột gạo chứa Đấy, một hộ gia đình ở đây lại sử dụng là 8,56 kg bột gạo chứa 8,5 tinh bột cần dùng cho quá trình lên men để sản xuất một số lượng bình 5 lít ethanol 70 phần trăm hiệu suất cả quá trình là 70 phần khối lượng riêng của ethanol nguyên chất là 0,8 g trên ml khối lượng bình ethanol Ethanol sản xuất được. Thế thì bây giờ mình cần tìm được rằng là cái khối lượng của ethanol nguyên chất trong một bình, nhá. Khối lượng của ethanol nguyên chất trong một bình bằng 0,8 gam trên mililit. Được chưa? 5 lít thì nó tương đương với lại 5 nghìn. 5 lít thì bằng 5 nghìn. Milit Vậy ta có là 5 lít 70% Vậy ta sẽ tìm được V nguyên chất của nó là bằng 5.000 Nhân 0.7 được chưa Ok chưa 5.000 nhân 0.7 nhá Thế là ra được V nguyên chất này Nhân với 0.8 gram Được chưa Thế ra M nguyên chất 5.000 Nhân 0.7 Nhân 0.8 Bằng 2.800 ngàn chưa à, Một hộ gia đình thì dùng Thế bây giờ mình quy về gam đi Thì 8,56 kg bột gạo Thì ta sẽ có số mon tinh bột C6H10 O5 Ra hai lần thằng C2 H5OH Hiệu suất của cả quá trình là 72% Vậy anh này là 0,72 Số mon là 8.560 Chứ 80% tinh bột là nhân với 0,8 được bao nhiêu chia cho 162 ra số mol đúng không ạ? Bây giờ những cái thằng này là điền rồi thì mình cứ để nguyên đi. Nhân 2 lên. 8, 5, 6 8560 nhân 0,8 nhân 2 chia 162 thuận nhân hiệu suất là nhân với 0,72. Được không ạ? Vậy hoàn toàn đến đây mình sẽ tìm ra được là số mol của xe 5W rồi nhân 46 ra khối lượng. nhá. 8560 nhân 0,8 nhân 2 chia 162 nhân 0,72 là ra số mol này nhân 46 là ra khối lượng này rồi chia cho 2800 chia 2800 bằng vậy là được một cái số này có thể bằng được một bình rồi là một chấm này là 1.000 này, hay một bình nhỉ à? nhưng mà một bình hơi nhỏ đi xem nào. 8 5 6 0 này đây là giống nghìn này nó chia này chán đời ấy nhỉ à thì hình như là đúng là một rồi đúng là một rồi ok ta sẽ có ngô và mía hai nguyên liệu chính để sử dụng thường thì nguyên lý là chúng ta nhìn đến những cái thằng đầu đầu viết nhiều nhiều này không thèm đọc viết trình hóa học của các phản ứng điều chế ethanol từ sen thôi mình không cần phải viết đâu nhá à, mình làm cho nó nhanh thôi chỗ phần này mình tính toán việc bài tập thôi hiện tại một tấn nguyên liệu sen khô tạo ra khoảng 240 lít ethanol tính hiệu suất quá trình điều chế đấy 240 lít cái gì ethanol nhá xem là ethanol này là ethanol coi như là ethanol nguyên chất đi đúng không vậy ta sẽ có này một tấn sen thì nó sẽ bằng là một nghìn kg và bằng là 10 mũ 6 g đúng không à, một tấn này sen thô này thế ta sẽ tìm một số mon của sen 50 mũ 6 chia 162 240 lít ethanol mà khối lượng riêng là 0,79 vậy ta tìm được số mol của ethanol xe 5 h bằng 240 lít thì bằng 240 nhân với 10 mũ 3 ml nhân 0,79 được bao nhiêu chia 46 bằng này 240 nhân 10 mũ 3 nhân 0,79 bằng chia 4 dạo bằng đây 948 00 phần 23 để ra số mol nhá bây giờ đề bài yêu cầu tính hiệu suất nếu mà các bạn làm mà làm nhanh ý, thì là bấm được luôn rồi bạn nào làm chậm thì làm theo thầy nhỉ yeah. làm nhanh thì lấy 948 chia 23 chia 2 rồi chia cho 16 chia 162 16, xong còn nếu mà không thì chúng ta cứ làm bình thường thôi C6H10 O5 ra được hai thằng CH5H. Đấy, mình làm chậm chậm cho các hiểu thì ban đầu số mol của c 6 h 10 5 nó là 10 mũ 6 chia 162. Đúng không ạ? để số mol ban đầu. Phản ứng. Sau phản ứng thì C5H là 94800 0, chia 23. Đây là 94800 chia 23 nhân 1 chia 2. Đấy, thì 9480 chia 3 chia 2. Thì còn là 47400 chia 2 3. Được chưa? Vậy lấy anh này chia cho mở ngoặc đơn 10 mũ 6 chia 162 đóng ngoặc đơn bằng nhân 100%. 33,38%. Hiệu suất bằng 33,38%. Được chưa ạ? À, sang cái thằng C với những tiến bộ công nghệ hiện đại đạt được mình đã tin là một tấn sen sắp tới để tạo được khoảng 400 lít ethanol cho cái hiệu suất quá trình điều chế ethanol từ sen đạt được khi đó ui bây giờ bấm máy tính nhé nhưng mà đạt được là 400 này Thì C này giờ mình làm nhanh luôn làm nhanh luôn mình không phải viết lại những cái đoạn ở bên trên nhá đây một tấn sen mình biết là số mon này rồi số mon sen này rồi được không ạ thì hiệu suất nếu mà tương ứng 1 tấn đấy, thì bằng này, số mol phản ứng này. 400 lít ethanol. Để viết được thức ra nhé. 400 lít nhân với 10 mũ 3 này, ra ml này, nhân với 0,79 này là ra khối lượng này. Chia với 46 này là ra số mol này. Chia cho 2 này. Rồi chia tiếp chia cho 2 này. Cứ ghi từng cái phép chia đi. Đấy chia cho 2 này chia cho 2 này rồi chia cho số mol ban đầu của sen 10 mũ 6 chia 162 nhân 100 chả rải hiệu suất thì cái phép tính này tương tự như bên trên thôi 400 nhân 10 mũ 3 nhân 0,79 chia 46 bằng chia 2 bằng chia mọc đơn 10 mũ 6 chia 162 đóng mọc đơn bằng nhân 100 55,64 phần trăm À, đây là cái đáp số của chúng ta. Nhá. Đây là đáp số của chúng ta. Chúng ta sang phần C, phản ứng tạo màu của tinh bột với lại I2 nhá. Ta sẽ có này. Câu 46 quả chuối xanh có chứa chất X làm iodai chuyển thành màu xanh tím. Vậy thì chất X là iodai mà chuyển thành màu xanh tím thì chất X chỉ có thể là tinh bột thôi, chỉ có tinh bột mới làm chuyển màu iodai chuyển màu thành màu xanh tím. 47 Polymer thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh quang hợp cây xanh thì sinh ra thì polymer x này chắc chắn nó chỉ có thể là tinh bột đó không ạ đừng đứa nào ngu ngốc cái chọn sen lùn giờ nhé 48 trong quả chuối xanh có chứa chất x làm iodide chuyển thành màu xanh tím thì chất x này chắc chắn là tinh bột nhưng mà trong quả chuối chín thì chất y có phản ứng trắng gương thì nó là glucose làm đúng, đúng đáp án này 49 trong một thí nghiệm nghiên cứu một sinh viên phát hiện là nước ép của quả táo xanh chuyển sang màu xanh tím khi tiếp xúc với dung dịch iodide và vậy thì suy ra trong nước ép của quả táo xanh này thì nó sẽ chứa là tinh bột còn trong cái nước ép của quả táo chín thì tham gia phản ứng với thuốc thử to len vậy thì trong nước ép của quả táo chín này nó sẽ chứa glu bây giờ phát biểu dưới đây là không đúng không đúng nhá nước ép của quả táo xanh thì chứa tinh bột nên phản ứng màu với đúng này nước ép quả táo chín chứa nhiều mantozer nên phản ứng thuốc thử tolen len đúng nhỉ không phải glu sorry man đúng không À, nước ép của quả táo chín còn tham gia phản ứng với hoa lần đun nóng cho cái tủa đỏ gạch đúng rồi nước ép của quả táo chín có thể là mất màu dịch nước bromide đúng nhỉ à, thế bây giờ sai đâu thế là sai là b là gì nữa nước ép quả táo chín chứa nhiều man nên tham gia phản ứng với thuốc thử to len. nước ép của táo, quả táo chín thì nó phải chứa nhiều glu nhá không đúng là b câu 50 để phân biệt tinh bột và sen thì ta có thể sử dụng cái gì thì chắc chắn là dùng i 2 rồi i 2 thì tinh bột cho chúng ta là màu xanh câu năm mốt ba nghiệm không nhãn chứa dung việt ba dung dịch glu, hồ tinh bột, ethin, alcohol để phân biệt ba ong dịch người ta sử dụng thuốc thử nào sau đây. Thì để phân biệt cả ba ong dịch thì mình sẽ ưu tiên dùng iodide để mình phân biệt hồ tinh bột, đúng không? Thuốc thử tolen để mình phân biệt được glu, còn thằng còn lại là thằng ethin, alcohol nhá. Đáp đúng đáp án C. Năm hai. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau, số phát biểu đúng là à, nhỏ vài giọt iodide vào ống nghiệm chứa 2 5 ml dung dịch hồ tinh bột. Thế thì hiện tượng của nó chắc chắn là chuyển thành màu xanh tím đun nóng từ từ ống nghiệm thì mất màu. Ngâm ống nghiệm vừa đun ở bước 2 của cốc thủy tinh đựng trong nhiệt độ thường thì lại chuyển thành màu thành màu xanh. Ý A, việc tránh để đun dung dịch đun sôi trong quá trình đun nóng nhằm hạn chế sự thăng hoa của ioda chính xác. À, ở bước 3, màu xanh tím và dung dịch trong ống nghiệm sẽ xuất hiện trở lại và đậm dần lên, đúng. Nếu thay tinh bột trong thí nghiệm bằng sen thì hiện tượng sẽ tương tự, sai. Ở bước 2, dung dịch trong ống nghiệm bị nhạt màu hoặc mất màu xanh tím, đúng. Vậy ở đây tình sẽ có 1, 2, 3 3 phép biểu đủ Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C Câu 53 Tiến hành thí nghiệm theo phản ứng hồ tinh bột với iodide Theo các bước sau đây Bước 1 cho vài giọt iodide và ống nghiệm đựng sẵn 1 đến 2 ml Dung dịch hồ tinh bột hoặc nhỏ vài giọt dung dịch iodide lên mặt cắt quả chuối xanh Hoặc củ khoai lang tươi, sẵn tươi Vậy thì ta sẽ nhìn thấy màu xanh Đun nóng thì mất màu Sau đó để nguội Thì màu xanh lại quay trở lại được chưa ở bước 1 thì xảy ra phản ứng với tinh bột dung dịch chuyển thành màu xanh tím đúng ý b ở bước 1 thay hồ tinh bột bằng mặt cắt quả chuối chín chuối chín thì màu xanh tím không xuất hiện tại vì chuối chín thì không còn tinh bột nữa Mà lúc đây chuối chín tinh bột nó chuyển thành glu rồi nên là sai ở bước 2 nếu màu của tinh màu của dung dịch có sự biến đổi là từ xanh tím thành không màu sau đó không màu lại quay trở lại thành xanh tím đúng dây ở thí nghiệm trên nếu thay hồ tinh bột bằng glue thì thu được kết quả tương tự Thay bằng glu thì glu không phản ứng với iodine nên là sai. Đấy chưa ạ. 54. Tiến hành thí nghiệm phản ứng của hồ tinh bột với iodine theo các bước sau đây. Bước 1. Cho vài giọt dung dịch iodine vào ống nghiệm đựng sẵn 2 mil hồ tinh bột. Bước 2. Đun nóng rồi để nguội. Sau bước 1 dung dịch có màu xanh tím. Sau bước 2 dung dịch bị mất màu. Sai. Bước 1 thì màu xanh tím đúng. Nhưng mà bước 2 thì mất màu. Sau đó màu xanh tím lại quay trở lại chứ không phải là bị mất màu. Nhá trong tinh bột các phân tử amylopectin có dạng xoắn sai, amylopectin không có dạng xoắn, amylose mới dạng xoắn. Nhỏ vài giọt dung dịch iodine lên mặt cắt của quả chuối chín thì thấy xuất hiện màu xanh tím sai, mặt cắt của quả chuối chín thì không còn tinh bột nữa mà nó còn là glu rồi. Có thể dùng dung dịch iodine để nhận biết tinh bột đúng. Ok. vậy nha. Để thầy về chữa cho ông ta sang phần C. Câu 55 ạ, à. thầy chữa nhé. Là chữa phần d phản ứng cellulose với nitric acid thì câu 55 tiến hành thí nghiệm phản ứng của hồ tinh bột với iodide. Ok nào, câu này bị lẫn. Cho vài giọt dung dịch iodide vào ống nghiệm đựng sẵn 1 đến 2 ml dung dịch uh, hồ tinh bột, nhỏ vài giọt iodide lên mặt cắt quả chuối xanh của khoai lang tươi sắn tươi thì thấy xuất hiện màu xanh. Xanh tím. Đun nóng dịch một lát để nguội thì xanh rồi lại mất màu. Mất màu rồi lại xanh trở lại. Rồi lại xanh trở lại. Ở bước 1 sẽ là phản ứng iodide với tinh bột trong dịch ống nghiệm chuyển thành màu xanh tím đúng. Nếu nhỏ vài giọt iodide lên mặt cắt quả chuối chín thì màu xanh tím xuất hiện sai chuối chín thì có glucose nhiều hơn. C ở bước 2 màu của dung dịch có sự biến đổi là xanh tím thành không màu rồi này màu xanh tím đúng. Ý D do cấu tạo dạng xoắn có lỗ rỗng và tinh bột hấp thụ vụ iodide cho màu xanh tím đúng. Ok, đấy là câu 55 xong nhá. Câu 56 cho cellulose tác dụng hóa đầu bạc trong 24 đặc thu được cellulose nitrat x chứa 11,1% N công thức đúng của x thế thì thầy khuyên các em nhé cái bài này chúng ta có hai cách làm một là cách làm thuận và một là cách làm nghịch đúng không nếu mà em mà muốn làm nhanh ấy, thì thầy khuyên các em là nên bấm máy tính thử nhá bấm máy tính thử vèo phát là xong ạ thì bấm máy tính thử thì ở đây đứa nào cũng biết bấm nhá nên là thầy sẽ không chữa cách đấy mà thầy sẽ chữa cái cách chậm hơn là là cái cách mình ấy viết phương trình đúng không ạ cách thử là nhanh nhất nhá thì với câu năm sáu này thầy khuyên các là nên bấm cách thử cách thử thì đứa nào biết bấm rồi nên là thầy sẽ không bấm nữa thầy làm cách chậm được chưa C6 này H7 này O2 này OH tất cả 3 lần này Cộng HNO3 thì nó là HNO3 thế ghi đây nhá Thì bây giờ là Thực ra bình thường mình học thì nó là Xenodo tác dụng HNO3 đặc thì tạo thành 3 Đúng không? Xenodo 3 nitrate Nhưng mà ở đây thì mình chưa biết là nó thế bao nhiêu Đúng không? Thế là mình đặt là cái số lượng nó thế nó là X đi Thì mình sẽ thu được là C6H7 O2 NaOH3 3 trừ x Không, đây là x xong rồi OH 3 trừ x mới đúng. X này xong OH 3 trừ x được chưa? Cộng với lại H2O. Nhá. Thế thì anh này sẽ là x NaOH3 này. Thế đề bài nói là chứa 11,1% N, đấy N đây nó sẽ là bao nhiêu? Sẽ là 14x chia cho phân tử khối này. Cục này là bao nhiêu này? 12 x 6 cộng 7 cộng 32. 12 nhân 6 cộng 7 cộng 32 bằng 111. Cộng này 62x. Cộng với 17 nhân với 3 x. Thì bằng 0,111. Đúng không ạ? Giờ bấm máy tính thôi. Có máy tính này của thầy thì hơi lỏm. Không bấm được. Nhờ các bạn bấm hộ. Thôi để yên thầy bấm con máy tính xịt này xem nào. Nhé, giờ bấm qua máy tính xịn này Ta có Phần này 14 Alpha X Phần 111 Cộng với 62 Alpha X Cộng 17 Nhân Mở ngoặc đơn 3 Trừ Alpha X Đóng ngoặc đơn Bằng Alpha bằng 0,111 ship slow bằng 1,99 vậy là bằng 2. Vậy x bằng 2. 1,99 vậy x bằng 2. x bằng 2 vậy thì đáp án chúng ta nó sẽ là gì? Ạ? Đây cái này bằng 2 vậy là nấu 32 lần đúng không? Nó 32 lần và OH chỉ còn 1 thôi. Đấy vì vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. 57 ạ. Cellulose nitrate là chất dễ cháy nổ dễ cháy và nổ mạnh được điều chế từ cellulose và nitric acid. Tính thể tích nitric acid 99,67%, có khối lượng riêng là 152 g trên ml để sản xuất 59,4 kg cellulose trinitrate. Thực ra thì thầy dạy các em thì với là những cái câu như này đúng không? Với những câu như này thì mình thường hay là không quan tâm đến đơn vị Bởi vì cái, cái đáp án chúng ta nhìn thấy A, B, C, D Thì cái số của cái đơn vị nó khác nhau Nó đều chung là đơn vị lít Đúng không? Thì mình không quan tâm đến đơn vị nữa và ta sẽ có rằng là đề bài yêu cầu tính thể tích HNO3 Vậy ta sẽ có là 3 thằng HNO3. Thì nó sẽ đẻ ra được là thằng cellulose trinitrate, cellulose trinitrate mình biết mình nhớ anh này là phân tử khối là 297 rồi. Hiệu suất đề bài cho chúng ta là 90% thì chỗ này nó không phải 9 đúng không? Ta sẽ có số mol của nó là 59,4 mà chia cho 297, 59,4 chia 297 bằng 0,2. 0,2. Đúng không? Vậy suy ngược lại được HNO3 là 0,2 x 3 bằng 0,6. Thuận nhân nghịch chia chia 0,9. Đây ra là số 1 HNO3. Được không ạ? Sau khi ra là số 1 HNO3 rồi mình sẽ nhân với 63. là ra là khối lượng HNO3 nguyên chất. Đúng chưa ạ? Sau khi nhân với 63 ra là HNO3 nguyên chất rồi thì mới chia cho chia cho 0,9967 là mình sẽ ra được được gì ạ? Mình sẽ ra được V của dung dịch. À mình sẽ ra được khối lượng của dung dịch nitric acid 99,67%. Sau đó mình lại chia tiếp cho 1,52 là mình sẽ ra được V Đúng không ạ 0,6 chia 0,9 nhân 63 Nhân 63 Chia 0,9967 Chia 1,52 Bằng 27,72 lít Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D Các bạn cố gắng làm sao mà bấm máy tính liên tục như thầy đã hướng dẫn Nha. Câu 58 ạ Cellulose trinitrate là chất dễ cháy và nổ mạnh được sử dụng làm thuốc súng không khói. Để sản xuất 11,88 kg cellulose trinitrate thì cần dùng m kg dung dịch HNO3 60% tác dụng với cellulose. Hiệu suất của quá trình tổng hợp là 90% xác định giá trị của m. Thì tương tự mình sẽ có là đề bài yêu cầu là HNO3. Vậy là ta có là 3 HNO3. Thì nó sẽ ra được cellulose. Ghi x là vẫn hơi sai. Cờ cellulose trinitrate đúng không? Hiệu suất là, 90 là 9% là 0.9. Ta có số mol của cellulose trinitrate là 11,88 chia cho 29 chia cho 297 bằng 0.04. 297 là phân tử khối của cellulose trinitrate nhé. 0.04. Vậy suy ngược ta có 0.04 nhân 3 bằng 0.12. Thuận nhân nghịch chia chia 0.9. chưa? Thế thì chia xong 0.9 rồi. Thì giờ được bao nhiêu? thì ta nhân với 63 ra là khối lượng đúng không? Đúng không? Ra MHN3 nguyên chất. Đúng không? Được bao nhiêu chia cho 0,6 là ra là M dung dịch. Ok chưa? Đấy thế là xong. 0,12 chia 0,9 này nhân 63 này chia cho 0,6 này bằng kết quả ta bằng 14. Đáp án đúng là đáp án B. Bỏ. Rất dễ dàng. Rất dễ dàng. Câu 59 tương tự ta sẽ có tính khối lượng dung dịch HNO 363% Cần để sản xuất 1 tấn Thế thì mình nhìn thấy đơn vị ở đây Thằng này tấn, thằng này tấn, thằng này tấn, thằng này, tấn, thằng này kg kệ nó một tấn cellulose trinitrate biết sự hao hụt trong quá trình sản xuất là 12% Hao hụt là 12% Vậy hiệu suất chuẩn của nó sẽ là bằng 88% đúng không? Vậy ta sẽ có đây HNO3 này 3 HNO3 Ra được cellulose trinitrate Hiệu suất 88 là 0.88 này Mình phải làm tốc độ thật nhanh 1 tấn cellulose 1 chia cho 297. Suy ngược lại HNO3 là 1 chia 297 x 3 bằng 3 chia cho 297. Thuận nhân thì chia chia 0.88. Đây là đây là thầy bấm máy tính còn thầy viết lại cho chúng ta cái cách mà thầy bấm. Nhân 63 này. 63% thì nó lại chia cho 0.63 nữa là ra khối lượng. Đúng không? 3 chia 297 chia 0.88 nhân 63 chia 0.63 bằng 1,147 1,147 8 tấn Vậy đáp án đúng chúng ta là bạn C, rất dễ dàng nhá. Thế có nhanh quá không? Câu 60 nhá. Và chúng ta chữa tiếp ạ. Câu số 60, cho cellulose do tác dụng với HNO3 6% thu được 59,4. Cái chỗ này là mình bây giờ mình luyện mình bấm máy tính nhanh thôi. đề bài hỏi HNO3 thì ta sẽ có là 3 lần thằng HNO3. Nó sẽ ra được thằng cellulose trinitrate. Hiệu suất là 9% anh này là 0,9 này. 59,4 thì ta sẽ có là 59,4 chia 297 bằng 0,2 Thì mình suy ngược lại được số mol HNO3 là 0,2 x 3 là bằng 0,6 0,6 chia 0,9 Đúng không ạ 0,6 chia 0,9 là ra được số mol của HNO3 Sau đó mình sẽ cho nó nhân với lại 63 này Đấy, Hiệu suất là 60% thì nó sẽ là chia cho À không phải à, à Phần trăm đây là dung dịch đúng không ạ Thì nó chia cho 0,6 là ra được m dung dịch này sau đó rồi đại chia cho 1,15 là ra được thể tích đúng không? Ta sẽ có 0,6 chia 0,9 Nhân 63 chia 0,6 chia 1,15 bằng 60,86. 60,86 mình làm tròn là 60,87 đúng không? 60,87 ml đáp án đúng chúng ta là đáp án C, rất dễ. Câu 61 tương tự như vậy ta có nhỉ yeah, Làm đơn giản thôi, 3HNO3 nó ra được một thằng cellulose trinitrate hiệu suất là 60% anh này 0,6 nhá. Giải ngon lành cành đào kg tân đại yến coi như gam thì nó bình thường nhỉ. Bởi vì ở đây mình có cái V rồi. 53,46 mà chia cho 297 bằng 0,18 làm nhiều này để mình luyện bấm máy tính cho nhanh 0,8 x 3 chia 1 bằng 0,54 thuận nhân nghịch chia 0,54 chứ 0,6 thì bằng 0,9 hiệu suất 60 rồi cần dùng V lít thế thì bây giờ anh này mình nhân với 63 là ra được M nguyên chất này 94,5 thì bây giờ chia cho 0,945 là ra được 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 mở dung dịch này. Chia cho 1,5 là mình ra được V này. Đấy chưa? 0,18 nhá. Chỗ này là 0,54 này, chia cho 0,6 bằng Đấy chưa? Nhân với 63 chia 0,945 chia 1,5 bằng 40. 40 là đáp án chính xác chúng ta là đáp án C. Ấm áp luôn, dễ ạ. Câu 62. Để sản xuất 59,4 Thôi thì bây giờ bấm máy tính nhỉ Ta sẽ có này HNO3 này 3HNO3 Racenoloso Trinitrate này à, Hiệu suất phản ứng là 90% Vậy nó là 0,9 này Đúng không ạ? Anh này là 60% thì kệ nó thôi Mình sẽ có số mon của Cellulose Trinitrate là 59,4 chia cho 297 Bằng 0,2 đúng không ạ? 0,2 thì suy ngược lại được HNO3 là 0,2 x 3 là 0,6 Thuận nhân nghịch chia 0,6 chia 0,9 được bao nhiêu nhân với 6 3 là khối lượng HNO3. Đúng chưa? Được bao nhiêu chia cho 0,6 là ra mở ung dịch. Được chưa? Được bao nhiêu chia cho 1,4 là ra được thể tích. 0,6 chia 0,9 nhân 63 chia 0,6 chia 1,4 bằng 50 50 lít đáp án chính xác của chúng ta đáp án C. Dễ à. Câu 63. Để đáp ứng nhu cầu một công ty muốn sản xuất 2,2 tấn cellulose từ nitrate Trinitrate với hiệu suất phản ứng là 60% tính theo sen. Thế thì sen thì ra được là cellulose green nitrate. Họ cần bao nhiêu tấn sen? Hiệu suất phản ứng là 60% thì anh này không phải Cellulose green nó sẽ là 2,2 chia cho 297 này. Vậy suy ra số mol sen cũng phải là 2,2 chia 297. Thuận nhân nghịch chia chia 0,6 này. Được bao nhiêu nhân 162 thôi là xong. Đúng không? 2,2 chia 297 chia 0,6 nhân 162 xong 2 2 tấn C ngon luôn câu 64 cellulose trinitrate bla bla để sản xuất anh này hiệu suất 9% bao nhiêu kg nitric acid 3 lần thằng HNO3 thì ra được một thằng cellulose trinitrate ra một thằng cellulose trinitrate cellulose trinitrate hiệu suất là 0,9 9% 0,9 mà, 0, 9 mà. 29,7 chia cho 297 thì bằng 0,1 Suy ngược là anh này là bằng 0,1 x 3 bằng 0,3 thuận nhân nghịch chia 0,3 chia 0,9 Được bao nhiêu nhân với lại 63 ra khối lượng nhỉ yeah. 0,3 chia 0,9 x 63 bằng 21 21 kg đáp án đúng đáp án à, Dễ ạ Câu 65 Để sản xuất 1 tấn cellulose trinitrate tỷ lệ hao hụt 12% Vậy thì phần trăm nó là 88% Cần bao nhiêu sen và cần bao nhiêu kg nitric acid Thế bây giờ hỏi là kg mình cần phải đổi 1 tấn về 1.000 kg Làm cho nó chuẩn Vậy ta sẽ có là sen Mà tác dụng với lại 3 lần thắng HNO3 Thì mới tạo thành cellulose tri Hiệu suất là bằng 88 là 0.88 Được không ạ? Thì ta sẽ có là số mon này cellulose tri là 1.000 Chia cho phân tử khối nó là 297 Thì suy ngược HNO3 sẽ là 1000 chia cho 297 nhân 3 đúng không? Rồi chia cho 0.88. Được bao nhiêu nhân 63. Là mình ra được khối lượng của HNO3. 1000 này chia cho 297 này nhân 3 này chia 0.88 này nhân 63 này bằng này 723,14. 723,14 kg HNO3. Đây 723 được này, 723 được cái này bỏ này. Cái này bỏ này. Được chưa? Vậy là mình chỉ còn là C và B thôi. Giờ ra xem này. Sẽ vẫn là 1000 chia 297 chia 0.88 và được bao nhiêu nhân 162? Đấy, chia 0 8 được bao nhiêu nhân với 162? Không có nhân với 3 đâu nhá, tắt cái thằng nhân 3 đi. Thì bằng ạ, 619 619,8 nhá, 619,8 kg. Vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án à. B bỏ đấy, mấy câu tính toán này rất là dễ mình sang câu 66 á tiến hành thí nghiệm phản ứng giữa cellulose với nitric acid 5 mu HNO3 và cốc đựng 100 mu ngâm trong chậu nước đá thêm từ từ khoảng 10 mu h 24 đặc vào cốc khuấy đều sau đấy cốc thủy tinh ra khỏi cậu chậu nước đá thêm một nhúm bông sen vào cốc dùng đũa thủy tinh nhấn bông để ngập trong dịch ngâm cốc trong chậu nước nóng khoảng 10 phút để nguội lấy sản phẩm thu được trong cốc rửa nhiều lần với nước lạnh đến khi nước rửa không làm đổi màu quý tím sau đó rửa lại dịch NaHCO3 loãng ép sản phẩm giữa hai miếng giấy lọc để hút nước và làm khô tự nhiên sau đó đặt sản phẩm lên đĩa sứ và đốt cháy sản phẩm. A, à, sau bước 3 sản phẩm thu được có thể là cellulose nitrate hoặc cellulose dinitrate đúng. Chính xác. Có thể thay thế nhúm bông bằng tinh bột sai. Bởi vì là tinh bột thì không có 3 nhóm OH. tự do nên là nó sẽ không có phản ứng này. C, sau bước 3 lấy sản phẩm thu được đốt cháy thì thấy có khói trắng xuất hiện sai, đây là thuốc nổ không khói. Thuốc nổ không khói thì không có, có, có khói tránh có xuất hiện đâu. D thí nghiệm trên chứng minh trong phân tử sen có 3 nhóm OH tự do. Đúng, chính xác, đúng không ạ? Ok nhá. Câu 67. Trong nhà máy sản xuất thuốc nổ thì có 27,54 tấn sen sản xuất được m tấn sen, hiệu suất là 80%. Giá trị m là bằng bao nhiêu? Thế mình sẽ có này sen này. Thì ra được cellulose trinitrate này,

suy ra m bằng 40,392. Được chưa? Tấn. Đơn vị là tấn. Ok ạ. Câu số 8, trong nhà máy sản xuất hóa chất cần để sản xuất tương đây hiệu suất là 60 thì sen cần bao nhiêu? Sen này, ra sen nitrate này, hiệu suất là 6% là 0,6 này. 2 tấn thì 2,2 chia 297. Suy ngược ra sen này cũng là 2,2 chia 2 9, 7, thuận nhân nghịch chia chia 0,6 được bao nhiêu nhân 162 được chưa 2,2 chia 297 chia 0,6 nhân 162 bằng 2 phải cần mà tấn sen thì nó cần 2 tấn dễ à? 69 đó. trong quá trình sản xuất cellulose trinitrate để điều chế 594 gram cellulose trinitrate với hiệu suất phản ứng là 60% cần sử dụng bao nhiêu mil dung dịch axit 63% khối lượng riêng. Vậy ta sẽ có là 3 lần thằng HNO3. Thì ra là thằng cellulose trinitrate. Được chưa? Thì ta sẽ có hiệu suất phản ứng là 60% là 0.6. 594 chia 2 7 <laughs> bằng 2. Suy ngược 2 x 3 là bằng 6 đúng không? Thuận nhân nghịch chia chia 0.6. Được bao nhiêu nhân với 63 nhá Đây là 63% thì lại phải chia cho 0.63 thì mới ra được mở dung dịch này

Câu 70 Trong quá trình sản xuất cellulose trinitrate tại nhà máy hóa chất Để có tương đây Thì cần bao nhiêu kg nitric acid 3 lần thằng HNO3 Thì ra được thằng cellulose trinitrate Hiệu suất phản ứng là 95% là 0,95 29,7 thì là bằng 0,1 đúng không? Kg tấn tại yến coi như gan thiên tác bình thường 0,1 nhân V3 là bằng 0,3 Thuận nhân nghịch chia chia 0,95 Được chưa? Được bao nhiêu nhân 63? xong à, 0,3 chia 0,95 nhân 6,3 bằng 19,89 19,89 kg được chưa dễ ẹc dễ ẹc luôn chẳng có gì luôn ta có trong cái phần phản ứng với nước bây giờ này các bạn cần phải lưu ý cho thầy một số vấn đề sau thứ nhất là chất nào dưới đây không tan trong nước nhưng tan trong dịch giờ thì nó chỉ có là gì ạ cellulose thôi b 72 chất lỏng hòa tan ở cellulose thì nó là nước sống Weiser nó chính là dung dịch hai 2 73 tiến hành thí nghiệm tính tan của cellulose trong nước bây giờ bước 1 cho khoảng 50 ml COS 4 1 m vào cốc 250 ml thêm NaH vào khuấy đều lọc tách kết tủa cho vào cốc à, so điện nước sống Weiser của chúng ta là À, dung dịch phức đồng amoni à, cho vào lọc tách kết tủa cốc thủy tinh 50 phút thêm nữa ba đặc đấy ban đầu tiên bước 1 này thì mình sẽ thu được kết tủa co 2 lần kết tủa màu xanh nhá kết tủa màu xanh lọc tách kết tủa cho vào cốc thủy tinh thêm khoảng 50 ml nữa ba đặc thì tạo thành dung dịch màu xanh dung dịch màu xanh của phức thêm một lượng nhỏ bông và để khuấy đều thì thấy nó bị tan được chưa? Sau bước 1 sản phẩm thu được là có kết tủa 2 lần màu xanh Đúng khi TNH3 đặt vào cuh 2 lần nữa 3 sẽ hòa tan cuh 2 tạo ra phức chất tetra-almine-alminer-copper-hydroxide nước sầu bây giờ công thức chung Chính xác C. Sau bước 3, dung dịch thu được có sự phân lớp là sai Dung dịch đồng nhất Thí nghiệm trên chứng minh Xenonuser có 3 nhóm OH tự do Không, thí nghiệm này không chứng minh là Xenonuser có 3 nhóm OH tự do Được chưa? Ok nhá chúng ta sang phần F ta có chúng ta chữa phần F nhé trạng thái tự nhiên với ứng dụng này có 74 này. À, phương trình sau đây là phản ứng hóa học chính của quá trình nào sau đây thì đây là quá trình mà tổng hợp từ CO2 và hơi nước để tạo thành tinh bột và sinh ra O2 đây là quá trình là quá trình quang hợp quang hợp thì sinh ra O2 đúng không 75 Y là một polysaccharide có trong thành phần chính của tinh bột gạch chân là có cấu trúc mạch phân nhánh gạo nếp sở dĩ dẻo hơn và dính hơn gạo tẻ là vì có chứa nhiều thành phần y hơn cái này thì nói rất là kỹ rồi đúng không ạ nó là amylopectin d 76 Polymethin nhân x được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh ở nhiệt độ thường để x tạo với dung dịch iodide hợp chất có màu xanh tím x chỉ có thể là iodide thì nó chỉ có thể là tinh bột thôi 77 chất x được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp điều kiện thường <laughs> x là tinh bột Thủy phân X nhờ xúc tác axit hoặc enzyme thu được chất Y có ứng dụng làm thuốc tăng lực trong y học thì nó là glu. Vậy, X là tinh bột và Y là glu. À, 78, chẳng hạn đúng sai. Tinh bột và sen thì đều có công thức phân tử là C6H10O5, kiểu chỗ này ghi lỗi. H10, O5 tất cả đều là đúng. Amlopectin chứa liên kết alpha 1,6-glycoside tại các điểm nhánh. Đấy. Thì có phải là uh, liên kết giữa các mạch chính với nhau Thì nó là alpha 1,4 Còn lại liên kết của mạch nhánh với mạch chính Thì nó là alpha 1,6 Mấy cái này đúng Tính bột có trong củ quả và hạt của thực vật Củ quả hạt của thực vật thì chứa chủ yếu nhỉ? Chủ yếu trong củ quả hạt của thực vật Cũng được Cellulose thành phần chính của thành tế bào thực vật Cũng đúng Đúng không? Thì cái này không ổn lắm nhỉ Kiểu gì cũng phải có một cái sai đấy Để, để đọc kỹ lại xem nào tinh bột và sen đều công thức phân tử là c 6 h 10 o 5 tất cả nó là cái đúng nhá amylopectin chứa liên kết alpha 1,4 và alpha 1,6 glycoside thì alpha 1,6 glycoside tại các điểm nhánh là đúng rồi tinh bột có trong củ quả và hạt thực vật hạt thóc đúng không quả thì cũng không hẳn là có thằng tinh bột cũng không hẳn là có 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 nhưng mà nói từ có trong thì cũng được không nhưng mà ví dụ như là nho thì nó chứa thành nó chứa nhiều đường glu hơn mà, đúng không? Thế thì cái này không đúng lắm. Nhưng mà nó có cái trong này không đúng. Ý tức là chỉ cần có là được mà thôi. Ừ, nó chỉ cần có là được thôi đúng không? Ta sang câu 79 ạ. Tinh bột được sử dụng làm chất kết dính trong công nghiệp giấy. Cái này chắc chắn đúng. Nó còn được làm hồ tinh bột để làm keo đấy. Ý B, tinh bột là nguồn lương thực chính cho con người. Đúng. Ý C, cellulose có thể được sử dụng làm nguyên liệu trong sản xuất ethanol. Đúng. Tinh bột được tiêu hóa bởi enzyme amylase trong nước bọt đúng. Tinh bột được tiêu hóa bởi enzyme amylase trong nước bọt thực ra là tiêu hóa nó là thủy phân một phần thôi. Chứ nếu mà nói là tiêu hóa thì không đúng lắm. Thủy phân một phần. cái này nhiều cái nó loằng ngoằng nhỉ. Đấy, câu 80. Carbohydrate là nhóm dinh dưỡng thiết yếu cung cấp năng lượng trong cơ thể đóng vai trò quan trọng trong nhiều chức năng sinh học chúng có nhiều loại khác nhau mỗi loại mang lại những tính chất thú vị cho các loại thực phẩm chứa chúng ghen cơm nếu ngay ngay kỹ thì thấy ngọt ruột bánh mì có vị ngọt hơn vỏ bánh nước ép chuối chín có thể cho phản ứng trắng bạc nhỏ iodine lên muối chế xanh thì xuất hiện màu tím cái này okay, đúng hết rồi, còn gì nữa nhai kỹ thấy ngọt đúng rồi bởi vì thủy phân tốt hơn này ruột bánh mì có vị ngọt trong vỏ bánh đúng rồi tại vì nó nung nóng thì cái cái thằng tinh bột này nó bị phân hủy nhiều hơn này nước ép chuối chín thì nó có thể cho phản ứng chuối bạc chính xác bởi vì nó có glucose này nhỏ ra tay lên miếng chuối xanh thì nó có tinh bột nên có thể xuất hiện màu xanh tím câu 81 tinh bột được tạo thành trong cây xanh trải có hai quá trình chính là quá trình quang hợp và tạo thành glu và quá trình kết hợp các đơn vị glu tạo thành tinh bột rồi quá trình quang hợp là quá trình tổng hợp các chất hữu cơ từ CO2 và h năng lượng ánh sáng do tế bào thực vật có chứa diệt lục thực hiện đúng chất diệt lục và chất xúc tác cho phản ứng quang hợp giúp hấp thụ năng lượng ánh sáng và chuyển hóa nó thành năng lượng hóa học chính xác phản ứng quang hợp sinh ra khí carbonic sai phản ứng quang hợp sinh ra khí O2 tinh bột có thể tạo thành từ động vật Nhờ phản ứng quang hợp sai động vật thì chưa từng có thằng động vật nào mà có thể có quả phản ứng quang hợp cả câu 82 tinh bột là một trong số các polysaccharide a à, ở điều kiện thường tinh bột là chất rắn không màu sai màu trắng tinh bột hầu như không tan trong nước lạnh tan trong nước nóng tinh bột tạo thành hồ tinh bột đúng tan một phần thôi tinh bột có nhiều trong hạt lúa hạt ngô hạt củ sẵn đúng tinh bột có nhiều trong củ khoai tây quả chuối chín thì không có nhiều sai sai ở chỗ quả chuối chín ok chúng ta sang cái phần g xác định số mắt xích xác định số mắt xích nhá ta sẽ có một la mã là phương pháp Thì đầu tiên chúng ta phải nhìn này Anh C6 H10 O5 Tất cả N lần Thì ta có số mắt xích Chính là N Số mắt xích Được chưa? Chính là N Được không ạ? Thế bây giờ mình muốn xác định được N ấy, Thì mình sẽ có số mắt xích thì chính bằng phân tử khối của cả phân tử chia cho phân tử khối của một mắt xích Các phân tử khối của cả phân tử đề bài sẽ cho vào cả một đoạn mạch thì đề bài sẽ cho. Phân tử khối của một mắt xích chính là phân tử khối của C6H10O5 là bằng 162. Được chưa? Thực ra cái này được gọi là Cái N này được gọi chuẩn là hệ số trùng hợp thì chuẩn hơn Hệ số trùng hợp cũng chính là số mắt xích đấy. Số mắt xích này Hay chính là hệ số trùng hợp này Hệ số Trùng hợp Đúng không ạ? Đấy Thế thì ngay lập tức là mình sẽ có cái câu 83 Mình xử lý nó là ngon này Các bạn quan sát đây À một mắt một loại polysaccharide có khối lượng phân tử là có hệ số trùng hợp là bao nhiêu thì ta lấy là hệ số trùng hợp của nó là 48600 chia 162 bằng 48600 chia 162 bằng 3000. Chọn luôn. Xây luôn. Đấy, nhưng mà đến cái thằng 84 thì nó lại khó hơn tí. Thì đúng không? các bạn sẽ thấy cảm giác nó khó bởi vì số mắt xích glucose có trong 97,2 mg amylose thì amylose cũng là C6 H10 O5 tất cả là lần nhưng đây mình chưa biết được phân tử khối của nó đúng chưa mà đây chỉ biết là 97,2 mg amylose thôi thế thì bây giờ mình cứ gọi là đây là đây là cả một đoạn mạch đi thì có khối lượng của nó là bằng 97,2 mg đúng không ạ đấy đây là khối lượng của cả một đoạn mạch của nó là 97,2 mg Thế ta sẽ có là khối lượng của đoạn mạch. Thì nó bằng là 97,2 mg là bằng 97,2 x 10 mũ 3. Gam đúng không? Đúng chưa? Thì nó bằng là phân tử khối là của c 6 10 5 Tất cả n lần. Đúng chưa? Nhân với lại số mol. Thì ra anh này. Đấy, thế thì bây giờ mình cần tìm được số mol của nó Thì từ số mon thì mình sẽ suy nghĩ được số mắt xích Đúng không? Số mon thì mình suy nghĩ được số mắt xích Bởi vì là số mắt xích Thì có phải chính bằng là số mol Của thằng C6H10O5 Nhân với hạng số Avogaro <laughs> Mà hạng số Avogadro này chính là gì ạ? NA thì bằng 6,023 nhân 10 mũ 23. Ok chưa? Thế thì ở đây ta sẽ có này. Khối lượng loại mạch này rồi nhá. Bây giờ thầy chia cho 162. Đúng không? Thì thầy sẽ tìm một số mol mắt xích. Thế là đấy, số mol mắt xích này thầy nhân với lại 6,023 nhân 10 mũ 23 là xong. Vậy ta sẽ có này. Đây,

nhân 10 mũ 23 Đúng chưa 36128 nhân 10 mũ 23 Thế nó chính là bao nhiêu Nó chính là 3613 Đúng chưa 3, à, 3613 Đây là miligam à, à Thôi rồi Miligam chỗ này thì còn quên chưa nhân với 10 chữ 3 đúng không 10 mũ chữ 3 nhân đi Đấy, thì nhân 10 mũ chữ 3 này là 20 thôi Thế nó đúng là 3613,2 x 10 17 Nên nhân 10 mũ 17 Được chưa Ok các bạn quan sát ạ Câu 85 ạ Trong 2 ký gạo thì chưa 81% về tinh bột Đúng không Vậy thì thầy sẽ có đề bài yêu cầu tính số mắt xích Thì 2 ký gạo thì toàn 2.000 gam chưa Chứa 80% về tinh bột Vậy thầy sẽ có là khối lượng của tinh bột Nó sẽ bằng là 2.000 Nhân 0.81 chưa Bằng 2.000 này 2000 000 này nhân 0,81 bằng 1620 gam đúng không? Vậy ta sẽ có số mắt xích. Suy ra số mắt xích. Nó sẽ bằng là 1620 chia 162 nhân 6,023 nhân 10 mũ 23. Đấy chứ 1620 chia cho 162 là 10. 10 nhân 6,023 nhân 10 mũ 23 là bằng 6,023 nhân 10 mũ 24. Gần bằng là 6,02 nhân 10 mũ 24. Đáp án A Ấm luôn Câu 86 Phân tử khối tinh bột Được một nhà phân tích xác định là khoảng tính đây AMU là đơn vị khối lượng nguyên tử số mắt xích Thì mình lấy là 299700 Chia 162 là xong đó 1850 À rất dễ 87 thì số mắt xích Từ đây đến đây là bao nhiêu Có nghĩa là phân tử khối này Lớn hơn 2 x 10 mũ 5 Nhỏ hơn 1 nhân 10 mũ 6 đúng không ạ? Vậy số mắt xích sẽ lớn hơn 2 nhân 10 mũ 5 chia 162, 162 là phân tử khối một mắt xích mà. Nhỏ hơn 1 nhân 10 mũ 6 chia 162. Thì ta có là 2 nhân 10 mũ 5 này chia 162 này thì bằng ạ. 1234. Được chưa? 1234 thì gần bằng là 1235. Thì là lớn hơn bằng đi. Đúng chưa? 1235 này cận trên nó sẽ là 10 mũ 6 chia cho 162 6172 đúng không Đáp án chính xác chúng ta là đáp án D. Câu 88. Trong một nghiên cứu về sinh chất học thì phân tử khối trung bình là 12960, một mắt xích là 162, số lượng mắt xích là 12960 chia 162 quá đơn giản 80. Rất dễ. Một số ít nhỉ một 162 ờ. Câu 89 á Sen phân tử khối tương trung bình tương đây Sản xuất giấy Hãy tính số lượng mắt xích một bốn năm tám Chia cho 162 bằng 9, 000 Ok Trên đây thầy vừa hướng dẫn cho ông ta Sử gọn hết Cái phần về tính số mắt xích Nó đơn giản thôi Nó không có gì là có Khó khăn cả Đúng không ạ